tế nó ở đây nó như thế nào? Gì các cái này thì kể cả thích gọi với cái thằng chim mồi bọn nó à không đấy thích thì kể cả thích thì kể cả gọi tùy rồi các cái này tôi đi đây tôi đi các tỉnh nhiều tôi gặp nhiều mà nói bảo kể cả như anh Tuấn đây nói bảo lạ gì tôi bãi xe tôi để ở đây ngày nào trước ngày nào chẳng gặp ở đây nói thật sự luôn nhưng mà không phải nhưng mà cái gì cái với tôi không xin tôi không nói gì đấy. Vì làm sao nói thật sự ra ba cái vấn đề này thì nó đơn giản mà trừ ô tô hoặc là trừ cái gì lắm. Tôi nói thật sự kể cả nói ví dụ như vừa rồi gọi điện cho Hiệp nó cũng bảo nói thật sự ra các cái này em không can thiệp là vì em cũng không muốn là các cái vấn đề này bảo ok các cái vấn đề này anh chỉ hỏi thế thôi xem có đúng đội mình làm đây thôi còn Hiệp làm đấy trước cái kia tôi mới bị lần này cho đứng thắng thì vậy bị đứng thắng Hiệp nó đứng ra nó hộ giúp hộ chứ còn không phải tất nhiên em rất tôn trọng thì đấy em tên tên cả dân anh em nói anh Tuấn đúng không gì anh nhưng mà để anh em anh phải tôn trọng tôi chưa thế đấy thế em nói anh Tuấn nha đúng không anh em mình kể cả như anh mà anh cũng thừa hiểu anh thừa gặp em ở đây quá nhiều rồi anh biết thừa là em lái xe đâu thế đấy chuyện bình thường rồi thế không thể anh em tôi nói luôn anh em đang là gì kiểm tra nồng độ cồn đúng rồi thì đấy thì em chỉ cần mỗi cái là bảo bây giờ em kiểm chứng em xin kiểm chứng muốn xem cái lỗi em kia thì tôi anh em tôi đã giải thích cho anh rồi đúng không thì đấy bảo anh bảo ok anh bảo không có không cần còn về trên đấy thì nói thật sự ra về cơ quan này về chỗ tổng về chỗ này chỗ kia thì nói thật sự ra quy định như anh em mình phải làm theo đúng quy định cái vấn đề này riêng bọn em không phải là bình thường cái xe máy em nói nhưng mà riêng ô tô nói về ô tô ấy thì các cái vấn đề đấy là em phải rõ ràng kể cả hôm nay ngày hôm nay bọn anh làm là chuyên đề của bọn anh là gồm những ai làm ở địa bàn nào khu vực nào như thế nào đấy không tôi không cần phải anh trình bày tôi nhé nhưng mà anh chỉ cần cho tôi kiểm chứng tôi kiểm chứng là đúng là hôm nay gồm những ai làm ở đâu những là nghĩ ngược lại anh em tôi yêu cầu anh em tôi đang là gì đúng không làm chốt được kiểm tra nồng độ cồn yêu cầu đúng rồi là người tham gia giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ tại sao anh không kiểm tra là vì bây giờ tôi chỉ cần kiểm chứng thôi anh chưa đầy đủ xong anh thích kiểm chứng gì anh cứ đầy đủ cho tôi thì các cái vấn đề đấy tôi sẵn sàng kể cả bây giờ tôi sai đâu tôi chịu đấy quyền công dân là một là tố cáo hai là cứu lại tố cáo hết đúng rồi được chưa? Đúng. Còn anh không có quyền là kiểm tra chúng tôi đâu tôi không kiểm tra anh đừng nói kiểm tra tôi kiểm chứng thôi kiểm chứng thì đấy. Kiểm chứng là nghĩa là bảo ơi hôm nay chuyên đề kế hoạch ngày hôm nay của anh là đi gồm những ai đồng chí nào những đồng chí nào làm ở địa bàn nào địa khu vực nào như nào anh em tôi khung cảnh rồi lượng hết con người anh rõ ra không anh thì nói thật sự ra nhìn thấy anh thì tôi không phải còn nếu như mà không phải anh quen thì các cái vấn đề này tôi còn không biết là công an thật hay giả đấy không đấy là nói thật sự nó là một điều như thế anh em tôi quần áo đầy đủ không cái quần áo anh đừng nói quần áo đầy đủ cả nửa Hải Dương ấy đợt vừa rồi đấy ở Hải Dương ấy bao nhiêu vụ ấy, còn thổi cả nồng độ cồn rồi còn chết gì ấy. Nhưng mà đây còn với tôi thì các cái vấn đề này thì nói thật sự ra là tế nhị tôi cũng chả phải gì cả sao gì cần gì phải sao ấy tầm này thôi thì lập biên bản mà giữ xe chứ còn làm gì cần gì mình sai đâu mình chịu đấy cho giữ xe luôn chứ làm gì đâu mà hả thì bắt taxi là bắt gì thì bắt cần gì mà xong rồi thôi như làm sao Hãy
Còn anh muốn làm nào anh làm phải cho tôi xin cái ý kiến của tôi ở đằng sau ở cái giấy ấy nhá. À, nghĩa là bây giờ anh muốn lập cái gì, anh muốn giữ gì anh giữ, không cần phải tôi có ý kiến gì đúng không? À, hay như nào ạ? À, anh Nguyễn Hoàng Duy, à, anh Nguyễn Huy Giàng. Rồi. Anh có 3 tên tuổi anh không? Hả? Anh có 3 tuổi anh không? Tên tuổi giấy tờ tôi có đầy đủ. Anh đã hỏi tôi chưa mà tôi khai? Anh thế bây giờ tôi hỏi anh từ nãy giờ tôi chưa hề thấy anh hỏi gì nha. Ok. Bây giờ tôi mới làm việc với anh. Rồi. Đúng ạ. Mời anh. Ok. Họ tên anh là gì? Nguyễn Mạnh Thắng. Nguyễn Mạnh Thắng à? Đề nghị anh khai đúng nhỉ? Đây tôi đưa luôn cả chứng minh thư của tôi cho nó lịch sự, okay, được chưa? Được. Mình chưa bao giờ chấp hành thế thôi. À không, cả cái này rõ ràng với tôi, tôi không hề chống đối, không hề gì nha. Đừng có nói mà. Tôi không chấp hành, mà tôi không chống đối. Chấp hành thôi, còn lại cái vấn đề này. Chấp hành này có đội mũ rồi. Anh ấy... Có đội mũ rồi. Có đội mũ rồi. Ok. Hai nữa là bác có bằng lái đăng ký vào nhà mình không? Đăng bằng lái đăng ký có, anh xuất trình bảo hiểm tôi không có. Ok anh xuất trình những cái nào anh có anh xuất trình cho anh em. Nhưng mà bây giờ này tôi vẫn nói ngắn gọn một câu thôi, anh cứ nói đi ạ. Nghĩa là tôi chỉ cần kiểm chứng cái chuyên đề kế hoạch của mình ngày hôm nay. Nếu anh cho chỉ cần cho tôi kiểm chứng, tôi đưa cho anh tất cả bằng lái giấy tờ đầy đủ. Còn đây là từ nãy giờ đúng không, anh vẫn nói là bảo bây giờ có nhưng mà không cho, không cho xem đúng không? Tôi okay. Sẽ làm với anh một điều như này. Chuyên đề kế hoạch chúng tôi đầy đủ. Và thứ hai là chúng tôi đã liên miết công khai tại trụ sở đơn vị cơ quan. Cái công khai mà ở đấy thì cái đấy thì anh có quyền được xem và anh ơi có thể về trụ sở. Còn tại đây thì anh không được kiểm tra chúng tôi về cái việc đấy. Thế tôi nói rõ luôn anh như thế. Chứ còn đây, tôi nói trước đây nha, bằng đây. Đăng ký xe đây tôi có. Tôi thì không. Tôi... Nếu anh không xuất trình cho tôi sẽ vào biên bản anh là tại thời điểm kiểm tra anh không xuất trình cho tôi bằng lái đăng ký. Ok, được chưa? Anh cứ vào luôn là không được. Xuất trình bằng lái đăng ký. Okay. Thế thôi. Còn đấy, tí nữa ấy. Đấy là quyền lợi của anh nhá. Rồi, không sao cả. Các cái vấn đề đấy đúng như thôi. Tôi yêu cầu anh. Đúng không? Là vì bây giờ tôi chỉ có yêu cầu mỗi một điều là bây giờ cho tôi kiểm chứng cái chuyên đề kế hoạch ngày hôm nay. Đội của các anh gồm những ai? Làm ở địa bàn nào như thế nào, được chưa? Được chưa? Thế thôi. Còn ngoài ra thì tôi không. Thế thế đấy. Tôi chỉ cần nói hỏi. Đúng rồi. Tôi chỉ cần hỏi mỗi thế thôi. Còn các anh bảo là anh nghề nghiệp không có. Tôi lái xe. Nghề nghiệp lái xe. Ok. Lái xe mà uống rượu bia đấy lái xe. Được rồi. Thế bây giờ bọn anh có dám khẳng định là bọn anh làm công an bọn anh không dám uống bia uống rượu không? Uống rượu bia bình thường không? Thì đúng, hết giờ về. Tôi đây là tôi đi làm xong tôi đi về. Thì đây tôi đi về tôi có tham gia giao thông nữa đâu. Tôi không tham gia giao thông, tôi không lái xe nữa thì tôi vẫn uống thoải mái các ba cái vấn đề đấy. Mà tóm lại ấy, nói thật sự ra bọn anh chưa kiểm tra của tôi cho nên đừng bao giờ kết luận là tôi uống rượu uống bia. Nói thế thôi. Tôi không chấp hành vì làm sao? Bây giờ với tôi chỉ có xin kiểm chứng cái chuyên đề kế hoạch ngày hôm nay của các anh, nhưng các anh bảo là bây giờ không có thì tôi không cần phải kiểm tra. Nhìn tạm thế này thôi. Tôi không cần phải nhìn tạm. Tôi nhìn thật thì sao tôi phải nhìn tạm? Nhìn tạm làm cái gì? Tôi việc gì tôi phải nhìn tạm? Rồi, không phải trả lời anh đâu. Ok, rồi. Thì đúng, kể cả riêng với tôi sai đến đâu tôi xử phạt đến đấy. Tôi chịu phạt đến đấy, tôi không hề xin không gì. Đúng là công dân Việt Nam. Còn tôi không xin, tôi không lo kia. Thượng tôn pháp luật. Đúng. Thượng tôn pháp luật. Thế thôi. Mình phải thượng tôn pháp luật. Ok. Sau này mình làm đúng rồi thôi. Còn làm nếu không đúng thì kiểu gì có cần lá đơn. Thế thôi. Ok, nhất trí. Thế thôi. Nhất trí thôi, sau này mình còn về mình dạy dỗ con cái cơ mà. Thế là mình phải thực tôn pháp luật. Con nói thật sự ra với tôi bây giờ có phải là ít tuổi đâu. Mẹ 50 hơn 50 rồi, các anh làm sao ấy? Chắc gì các anh đã 80 tuổi. Nhưng mà với tôi đúng. Ờ. Con tuổi là chẳng phải chấp hành. Thì rõ ràng tôi chấp hành nhưng tôi không chấp hành đâu. Mày có chấp hành, mày không chấp hành đâu.
Tại sao tôi không cho anh? Hành động, tôi chả có hành động gì cả. Tôi đã chống đối chưa? Nhưng mà tôi đã chống đối, tôi đã hành động gì chưa? Mà anh bảo hành động. Yêu cầu bây giờ tôi bảo nếu như mà đầy đủ cho tôi kiểm chứng, tôi sẵn sàng tôi thổi, kể cả mức phạt đến đâu tôi chịu đến đấy. Còn tất nhiên là thôi, các bác cứ làm nào, em làm nào, con em cứ làm đúng vậy thôi nhá. Còn ngoài ra ấy, sai đến đâu chịu đến đấy, kể cả anh cũng vậy thôi, với anh sai đến đâu anh chịu đến đấy. Tôi cũng mong anh như thế. Ok. À. Đây anh tự con nó hay. Anh ơi, tôi gọi lại anh. Rồi, ok. Xong rồi đúng không? Xong rồi. Lấy thông tin.
ta bảo có cái ở này. Xe ô tô tôi để ở đây mà, ngay ngã tư đây, chỗ gara Tuấn Thành, xe tải nhé. Vừa đi làm về thì mấy anh em ngồi ra làm mấy quay bia và ok. Đi làm xong hết việc rồi thì tôi không vấn đề gì. Thì bây giờ xong rồi về tôi đi từ đấy về nhà tôi uống mấy cốc bia thì vẫn đi bình thường. Thì... À thì đúng. Thì đúng là nếu mà luật thì tôi đang không. Sai thì tất nhiên là sai đến đâu tôi chịu đến đấy, có gì đâu mà. Có gì đâu mà. Chứ còn riêng bình thường tôi lái ô tô đừng nói bảo ai mà ép tôi uống được ngụm rượu. Là vì riêng cái lỗi ô tô nó nặng lắm. Cho nên là không thể đỡ được. Bây giờ, thế thôi. Anh coi trường xe máy. Tôi không phải là xe máy không đủ sức dân đe. Vẫn đủ sức. Nhưng mà có những cái mà bảo ừ thôi rồi. Xe máy thì cái gì cái nó cũng đỡ một phần nào. Tất nhiên là anh cũng hiểu. Bọn em đi làm này thì các cái vấn đề này nó thật sự vì làm sao anh nói em vì chính anh nói em vì làm sao chính anh Hiệp ấy ở ngay Hoàng Quốc Việt ngay chỗ ấy nó làm ở trên chỗ bọn em luôn làm xử lý sơ này mà anh nói thật sự ra anh cũng định gọi điện em ấy nhưng mà thôi các cái vấn đề này nó đã dính vào cái nồng độ cồn anh không muốn nhiều và anh không muốn là phải thì bác còn live stream làm cái gì nữa không đâu. Anh không phải live stream anh đây là anh nói thật sự anh em nói với anh một điều ghi lại những cái ghi nhận lại những cái làm như nào chứ còn thì đúng chính như thế nếu đồng độ cồn anh không bao giờ anh xin anh nói thật các cái vấn đề đấy các cái vấn đề đấy quá hiểu. Thứ trưởng Long chỉ đạo là cực kỳ là quyết liệt về vấn đề này. Em ở dưới. Chứ còn bảo như ngày xưa, ở cái đợt trước đấy, chính cái cách đây mùa này làm về trước ấy cũng anh cũng bị ở ngay đường Đức Thắng này. Đúng rồi chuẩn em nhớ thế là chuẩn. Em nhớ thế là chuẩn đấy. Đây mà làm ăn này chứ. Thì đấy thì chính vì ở gần đây cho nên là anh mới nói bảo anh ấy bảo là thôi thì về đi làm xong công việc thì anh mới cũng như bọn em nhiều khi bọn em hết công việc thì bọn em cũng gọi là gọi có chén bia để cho nó mát còn ngoài ra cũng chả phải là gì cả còn các cái đấy anh có cai đâu kể cả em xuống đúng không em bảo anh có uống bia không có anh có uống bia rượu không anh nhân anh có luôn có phải là anh cai đâu anh bảo tôi không uống nên là tôi lọ kia đâu đúng không nói thẳng luôn là có. Còn nhiều ít thì chưa biết là nhiều ít nhưng đã uống là có rồi. Còn tất nhiên là cái gì cái thật sự ra kể cả lỗi của bọn anh lỗi vi phạm đến đâu anh chịu đến đấy. Em đã bảo anh lúc nào anh đang là ở phương tiện của anh. Em anh đã đứng ở phương tiện của em đâu. Tất nhiên là các cái vấn đề là vì làm sao kể cả với anh ấy, kể cả phương tiện ai thế, như bọn anh đi làm, bọn anh đi tỉnh, bọn anh đi bất cứ đâu thế, nhưng mà riêng xe, ô tô của anh. Anh rõ ràng chính càng. Nói xong anh nói này. Rồi ok. Sai đâu, ngon của tôi chịu đấy và sai đâu anh chịu đấy đúng chưa? Đúng. Còn về cái vấn đề tiếp theo này, tôi anh này, còn vấn đề về anh bảo là cho xem chuyên đề cái này đúng không ạ? Đúng rồi. Có vấn đề cái này và đây tôi không cho anh xem đây, nói thẳng anh luôn. Không xem đây, chưa? Nghĩa là anh xem đây. Và hai nữa là về vấn đề cồn này, anh không nghi tội nếu anh vừa rồi tôi yêu cầu anh không chấp hành, còn tôi gặp anh tí nữa không chấp hành vừa đầu cồn. Thì tôi vẫn nói anh rồi đúng không? Tôi bảo tôi không phải tôi thổi, tôi vẫn thổi. Nha, nhưng tôi chỉ muốn kiểm chứng cái chuyên đề kế hoạch ngày hôm nay của bọn anh là gồm những ai làm ở đây. Tôi chỉ cần mỗi thế thôi mà. Còn ngoài ra tôi có cần phải là gì đâu? Còn thổi tôi vẫn thổi mà. Tôi sai đây. Đâu tôi chịu đến đấy thì đấy mà tôi sai đến đâu tôi chịu đến đấy mà tôi có cái tôi có chống đối tôi có ai đâu cái số máy đây người AC không chỉ nghe này không
Còn cái xe này vẫn cái xe này cái đợt ở Đức Thắng đây chứ đâu mà vẫn là nó. Không, 5 y giờ. 5 y. Có gì không? Có kia tôi bỏ ra có mỗi cái áo mưa mẹ là cái đồ này. Không tí nữa tôi bỏ ra không tặng. Các làm cái này chúng ta phải ủng hộ anh em nhiệt tình. Ủng hộ sao không ủng hộ sao không ủng hộ nhưng mà cái gì cái nó đúng thì thôi chứ còn ngoài ra tôi có phải là bảo là hay là tôi trong cái là tôi nó kia đâu. Tôi vẫn làm đúng, ủng hộ đúng. Các anh làm đúng thì tôi vẫn văn lên. Tất cả tôi mỗi mình anh tôi chứ phải. Tôi thật mọi người thì tôi không biết là như nào nhưng mà với tôi chỉ có kiểm chứng xin kiểm chứng. Những cái đấy như các anh có bảo ok không có thì thôi tôi không cãi không gì cả còn các anh cứ lập biên bản đi như nào thì các anh cứ lập ừ thì đấy thì bảo các anh cứ lập như thế nào lập tôi không quan trọng các anh đấy anh Nguyễn Huy Hoàng 036 306 tôi còn giao anh mỗi thứ một bậc đầy đủ tên tuổi thôi. Giòn lắng nhiều giòn
Anh có thổi đâu, anh không thổi. Anh không thổi nồng độ cồn, đâm ra không không cần phải xem tem. Tem là gì? Còn mình thổi nồng độ đó. Mình thổi cơ thì mình mới xem tem. Nhưng người ta có cho mình xem các cái chuyên đề kế hoạch đâu mà mình phải phải xem tem mới thổi. À, ở Nguyễn Hoàng Tôn ấy, anh đi làm về thì gặp mấy bác Hoàng Tăng Bí, mấy anh công an anh kiểm tra nồng độ cồn. Ừ. Đi xe máy mà. Xong rồi. Ok. Em đọc đi. Em cứ đọc. 14:07 vi phạm không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Tại thời điểm kiểm tra không xuất trình giấy phép lái xe đăng ký xe theo quy định, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe từ thời gian hiệu lực quy định tại điểm G khoản 8.6, điểm A khoản 5.21, điểm A khoản 2.17, điểm A khoản 2.21 nghị định 100, nghị định 100 và nghị định 123 của chính phủ tạm giữ. Xe mô tô biển số 29T62623. Yeah. Anh có quyền giải trình đến đồng chí trưởng công an quận và tôi hẹn anh 14:31/5/2023 đến đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Bắc Từ Liêm để làm việc. Đấy. Bây giờ này này, cái lời bao giờ xong anh xong rồi đúng không? Bây giờ có một cái lời nhãn hiệu Honda màu sơn đỏ, số máy AC095003-865-0GLHAC-04-085-I-503-801. Cô xe không có gì, cũng đã qua sử dụng, xe có một gương chiếu bên trái. Và bên bản liên phong thì tình trạng này cũng như đúng với là biên bản tạm giữ và chúng tôi có lập giấy liên phong nữa đây. Và anh có thắc mắc gì không? Bây giờ là cho tôi xin cái yêu cầu của tôi. Còn tôi nghĩa là tôi ghi lại cái nghĩa là bây giờ nhá, trong biên bản này anh lập đúng không? Tôi phải có cái lời rồi đấy, ý kiến của tôi. Nghĩa là bây giờ hiện tại nhá, ý kiến của tôi là trong lúc anh lập biên bản này đúng không, và giữ xe của tôi hoặc là kiểm tra nồng độ cồn của tôi đi đúng không, anh tôi chỉ xin kiểm chứng cái gọi là chuyên đề kế hoạch, nhưng mà các anh là bảo là không có, không rồi không đủ tôi sẽ viết đằng sau, không đủ ở đây tôi sẽ viết ra đằng sau. Ok đấy. À, nghĩa là bây giờ này đấy, ý kiến kiểm tra và kiểm chứng cái việc mà chuyên đề kế hoạch của tôi, nhưng chúng tôi không đồng ý. Đúng rồi, bọn anh hiện tại bọn anh không có. Không phải không có, tôi không đồng ý để cho anh kiểm tra. Tôi đang kiểm tra này, tôi chưa biết là anh có hay không, anh không cho bài thôi. Thế là anh kiểm tra tôi. Nghĩa là nghĩa không phải. Kiểm tra tôi, mà. Tôi không phải kiểm tra, anh đừng nói tôi kiểm tra. Nghĩa là tôi xin kiểm chứng là bây giờ ngày hôm nay đúng không? Cái đội của bọn anh là gồm những ai, làm ở khu vực nào,
đấy thì là đấy là nghĩa là bây giờ từ nghĩa là chỉ có ngắn gọn là bây giờ là về ý kiến anh là tôi bị kiểm tra nồng độ cồn, tôi yêu cầu các đồng chí ấy cho tôi kiểm tra trên này kế hoạch kiểm chứng trên này kế hoạch các đồng chí đấy được chưa? Bây giờ này nha, ngắn gọn tôi chỉ nói ghi mũi vào đây này đây ý kiến anh ơi, giờ này hiện tại nha, bây giờ tôi nói bảo hiện tại bây giờ là thời điểm tôi vi phạm được chưa? Tôi muốn kiểm chứng chuyên đề kế hoạch nhưng các anh không cho tôi kiểm chứng. Rồi, được chưa? Còn vi phạm nồng độ cồn hay không chưa ai biết được. Còn đúng không? Anh đã thổi cho đâu mà anh biết được. Anh chưa thổi tôi cho nên anh chưa thể nào quy tôi nào vào bị nồng độ cồn đúng không? Đấy. Anh cho ngắn này. Thì anh mở ngoặc nồng độ cồn chưa biết. Đúng rồi. Nồng độ cồn chưa có. Nồng độ cồn. Bây giờ là rồi. Ý kiến luôn. Tôi cầm hộ cho. Tôi thoải mái. Các bạn hãy subscribe và đừng quên bấm chuông để xem những video mới nhất nhé. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào cái nút subscribe đăng ký kênh YouTube của mình.